Kính thưa các đồng chí lãnh đạo đoàn công tác, thưa các đồng chí lãnh đạo đảo Sông Tử Tây, các đồng chí đại diện cho các cơ quan chính quyền, kính thưa bà con cô bác, đoàn kiều bào thân mến, tôi hôm nay đến với cán bộ chiến sĩ và nhân dân xã đảo Sông Tử Tây trong bộ quân phục của Quân đội Nhân dân Việt Nam để tôi muốn gần với các đồng chí hơn và muốn chứng minh là tôi luôn luôn là đồng đội sát cánh cùng với các đồng chí. Và đây cũng là bộ quân phục mà Bộ Quốc phòng, Học viện Quốc phòng tặng cho chúng tôi nhân dịp tham dự khóa học 49 Học viện Quốc phòng dành cho cán bộ cao cấp. Và tôi rất tự hào trong cái bộ quân phục này đến với các đồng chí ngày hôm nay. Có nhiều phóng viên đã hỏi tôi là lần trước anh đi thấy mặc thường phục, lần trước tôi chưa được cái này, tôi chưa có cái này. Ra có thì tôi cũng mặc rồi, cho nên là tôi muốn là đến với các đồng chí cũng là một trong các binh chủng hợp thành để chúng ta cùng bảo vệ đảo. Cho nên làm trưởng đoàn của đoàn kiều bào ra với Sông Tử Tây lần này là lần thứ hai tôi trở lại Sông Tử Tây sau đúng 2 năm, tháng 4 năm 2012. Có thể nói là đoàn kiều bào ra năm ngoái cũng đã có báo cáo với Ủy ban, với Bộ Ngoại giao, với Chính phủ về những bước phát triển, sự đi lên, tinh thần đoàn kết của cán bộ chiến sĩ nhân dân xã đảo Sông Tử Tây. Và lần này tôi ra thì thực sự khi đặt chân lên đảo, tôi thấy cái điều đầu tiên mà sau 2 năm tôi trở lại đó là sự sầm uất tươi xanh của đảo Sông Tử Tây, đó là tinh thần cán bộ chiến sĩ từ các đồng chí sĩ quan chỉ huy đảo cho đến anh em chiến sĩ các quân binh chủng có mặt ở tại lễ chào cờ hôm nay ở ngoài quảng trường chính. Thì tôi thấy là các đồng chí đều có những cái gương mặt rất sáng ngời, rất hồ hởi và rất yên tâm. Và các đồng chí cũng rất tự hào về cái nhiệm vụ thiêng liêng mà 90 triệu dân Việt Nam cũng như gần 4 triệu rưỡi người Việt Nam ở nước ngoài đang giao phó cho các đồng chí. Chúng tôi cũng như là bà con cô bác ở đây đang ngày đêm cùng với các đồng chí luôn luôn mong muốn các đồng chí có thật nhiều sức khỏe, sáng tạo, năng động, chủ động và quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam và không bao giờ để tạo ra sự bất ngờ cũng như bất cứ tình huống nào bất lợi cho chúng ta. Và cái này các đồng chí đang thực hiện rất tốt qua cái báo cáo của đồng chí chỉ huy trưởng đảo. Chúng tôi rất xúc động trở lại đảo Sông Tử Tây trong hành trình Trường Sa đặc biệt năm nay. Đây là lần thứ 3 thực hiện cái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời cũng là thực hiện cái chỉ thị của Bộ Chính trị, nghị quyết 36 của Bộ Chính trị là kiều bào ta ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam. Chúng ta coi bà con từ khắp nơi trên thế giới về ra với biển đảo của chúng ta cũng như những người dân trong đất liền ra thăm cán bộ chiến sĩ xã đảo Sông Tử Tây và một số các đảo khác mà chúng ta sẽ đi trong hành trình Trường Sa đợt này. Sáng nay đồng chí Tư lệnh Hải quân có điện nhắc tôi là giới thiệu với bà con rõ đảo Sông Tử Tây từ sau năm 1975 đến bây giờ nó thay đổi như thế nào. Tôi có bàn với anh Thái, phó trưởng đoàn, phó tham mưu trưởng quân chủng Hải quân và là phó đoàn với chúng tôi, các đồng chí trong lãnh đạo ban chỉ huy đảo, thì cũng muốn nói với bà con cô bác rằng khi Quân đội Nhân dân Việt Nam tiếp quản Sông Tử Tây, chiếm lại đảo Sông Tử Tây thì lúc bây giờ cả hòn đảo chỉ là những bãi hoang, một vài cây sú và thật nhiều cứt chim. Chúng ta còn những cái bức ảnh trong lưu niệm, trong lưu trữ, và đây là một số các cái bức ảnh còn lại từ những năm 80 cho đến bây giờ, thì quý vị có thể thấy là đảo rất khô cằn, rất sơ sát. Có thể nói khi chúng ta chiếm lại đảo, chúng ta thể hiện cái quyền chủ quyền của chúng ta trên đảo Sông Tử Tây thì đảo chỉ có đất và đá, nước biển mặn. Nhưng mà qua cả một thời gian, cán bộ chiến sĩ cùng nhân dân huyện đảo Trường Sa nói chung, xã đảo Sông Tử Tây nói riêng, được sự yêu thương đùm bọc của nhân dân cả nước, được sự quan tâm sâu sắc của Bộ Quốc phòng, của Đảng và Nhà nước, chúng ta đã có đảo Sông Tử Tây tươi đẹp như ngày hôm nay. Đây là một cái sự có thể nói là lao động hết sức quật cường.
Ngày đêm, cán bộ chiến sĩ nhân dân xã đảo không phải chỉ có nhiệm vụ bảo vệ đảo, mà còn tiếp tục làm cho hòn đảo này trở thành hòn đảo xanh tươi, đẹp đẽ, và cuộc sống của cán bộ chiến sĩ nhân dân trên đảo thực sự như cuộc sống của những người dân trong đất liền, mặc dù chúng ta còn nhiều khó khăn thiếu thốn. Trước đây không có điện thoại, trước đây không có tivi, trước đây có rất nhiều thứ anh em cần nhưng không có. Nhưng đến bây giờ thì có thể nói là những cái nhu cầu cơ bản đã được Đảng, Nhà nước, quân đội đáp ứng để cán bộ chiến sĩ nhân dân xã đảo chúng ta có đủ điều kiện để vừa học tập, vừa nâng cao trình độ nhận thức. Trong khi đất nước chúng ta đang tích cực hội nhập với quốc tế thì anh em chúng ta cũng không tách rời đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, nhưng đồng thời cũng quyết tâm xây dựng đảo không những xanh, sạch, đẹp, đảm bảo cả yêu cầu phát triển kinh tế, môi trường, nhưng đồng thời cũng là pháo đài vững chắc để chúng ta thể hiện chủ quyền, quyền chủ quyền của chúng ta đối với là lãnh hải của Tổ quốc thiêng liêng. Đây có thể nói là gần nhất với lại quần đảo Hoàng Sa. Hoàng Sa của chúng ta đã bị chiếm giữ trái phép. Chúng ta cũng đã nêu ở tất cả các diễn đàn, kể cả Thủ tướng Chính phủ cũng đã phát biểu tại diễn đàn Quốc hội và các diễn đàn quốc tế. Chúng ta tuyên bố chủ quyền của chúng ta trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hoàng Sa tạm thời bị chiếm đóng, chúng ta sẽ kiên quyết đấu tranh để đòi lại bằng hòa bình, bằng luật pháp quốc tế, công ước quốc tế. Chúng ta kiên trì vấn đề này và tôi cho rằng là chúng ta sẽ giữ vững được ổn định, giữ vững được đoàn kết hữu nghị, nhưng mà bằng công lý quốc, công ước quốc tế, bằng các chứng cứ pháp lý, chúng ta sẽ lấy lại được Hoàng Sa trong tương lai. Trường Sa thì xin thưa với quý vị, hôm qua chúng ta được nghe các đồng chí ở quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 4, rồi các đồng chí lãnh đạo đoàn thông tin cho chúng ta. Trước 75 thì chính quyền Việt Nam Cộng Hòa chiếm giữ và tuyên bố chủ quyền trên 5 đảo. Nhưng mà sau năm 75 đến bây giờ chúng ta đã có 21 đảo, trong đó có 9 đảo nổi và 11 đảo chìm, đúng không ạ? Tôi nói có nhầm không các đồng chí Đinh Chính chưa? Và chúng ta có 33 điểm đóng quân, chúng ta có 16 nhà giàn DK mà chúng ta sẽ đi thăm đại diện cho các nhà giàn đó, rải rác trên thềm lục địa của chúng ta để tuyên bố chủ quyền. Thì như vậy là thưa quý vị, đặc biệt là bà con cô bác ở khắp nơi trên thế giới về, chúng ta thấy rằng chúng ta đang tuyên bố chiếm hữu, sở hữu và chủ quyền trên 21 hòn đảo, 33 điểm đóng quân và 16 nhà giàn mà chúng ta đã xây dựng và đang thực hiện chủ quyền chúng ta trên thềm lục địa vùng Biển Đông. Điều đó chứng tỏ những thông tin mà đến với bà con cô bác, đặc biệt tôi nhắc lại những người về Việt Nam lần đầu tiên và ra với đảo lần đầu tiên, thấy rằng chúng ta không những đang bảo vệ vững chắc toàn vẹn lãnh hải của chúng ta, mà chúng ta còn quyết tâm xây dựng những nơi chúng ta đã tuyên bố chủ quyền trở thành những nơi có cuộc sống ổn định, hòa bình, phồn thịnh, và chúng ta muốn Biển Đông trở thành một cái nơi hợp tác giao lưu hữu nghị với tất cả các nước trên thế giới, trong đó có các quốc gia láng giềng và trong khu vực. Đấy là mong muốn của chúng ta. Chúng ta không muốn khiêu khích, chúng ta không muốn gây hấn, chúng ta không muốn chiến tranh với bất cứ quốc gia nào, bởi vì đất nước chúng ta đã chịu quá nhiều đau thương, mất mát. Hai miền Nam Bắc, anh em chúng ta đã hy sinh quá nhiều để chúng ta bảo vệ độc lập tự do, chúng ta thống nhất đất nước. Chúng ta mong muốn có một ngày đoàn tụ, ngày đoàn tụ đó đã đến, ngày thống nhất đất nước, đó là ngày 30 tháng 4 mà chúng ta sắp tới kỷ niệm 39 năm. Chúng ta đang hướng tới 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 60 năm giải phóng thủ đô khỏi ách thực dân. Và chúng ta cũng đang chuẩn bị cho 40 năm là năm tới, ngày thống nhất hoàn toàn đất nước chúng ta. Ra đây với các đồng chí, chúng tôi rất xúc động. Ra đây với các đồng chí, chúng tôi không thể không nghĩ đến những tấm gương hy sinh quả cảm, anh dũng của những người con ưu tú của dân tộc chúng ta đã ngã xuống vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Dù đó là Hoàng Sa hay Trường Sa, dù đó là bất cứ điểm nào trong vùng Biển Đông mà chúng ta đã tuyên bố chủ quyền. Chúng tôi mong rằng sự hy sinh hết sức to lớn, xứng đáng của cán bộ chiến sĩ chúng ta, của những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam không uổng công để chúng ta có sông Tử Tây tươi đẹp như ngày hôm nay và một số các hòn đảo nữa mà đoàn chúng ta sẽ có ghé thăm trên hành trình Trường Sa đặc biệt lần này. Tôi thấy gương mặt của cán bộ chiến sĩ ngoài huyện đảo cũng như nhân dân, đó là gương mặt phấn khởi, thể hiện ý chí quật cường và cái quan trọng nhất là sự đoàn kết rất chặt chẽ.
Chúng ta không có đoàn kết, chúng ta không có sức mạnh. Chúng ta không đoàn kết, chúng ta không thể chiến thắng. Và chính chúng ta chiến thắng hai đế quốc lớn, thực dân lớn Pháp và Mỹ là nhờ sự đoàn kết, nhờ sự quật cường, ý chí dũng cảm và truyền thống của ông cha để lại. Và chúng ta quyết tâm thực hiện những điều mà các bậc tiền bối đã căn dặn. Đó là chúng ta phải lấy đại nghĩa để thắng hung tàn. Chúng ta lấy trí nhân để thay cường bạo. Chúng ta dùng hòa bình, hữu nghị, hợp tác để thuyết phục những nước lăm le muốn xâm phạm chủ quyền của chúng ta. Chứ chúng ta không dùng sức mạnh. Chúng ta có đủ sức mạnh để bảo vệ Tổ quốc. Các quý vị đã thấy, nhất là bà con kiều bào, có những thông tin gần đây, quân chủng hải quân, lực lượng hải quân anh hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã được trang bị thêm một lực lượng, một binh chủng mới, đó là lực lượng tàu ngầm. Chúng ta đã có một đơn vị tàu ngầm có thể nói hiện đại nhất thế giới hiện nay, mà các quốc gia trong khu vực không có. Chúng ta trang bị, tăng cường, củng cố sức mạnh của lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam để chúng ta tăng thêm sức mạnh, chúng ta tăng thêm quyết tâm, ý chí bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải của đất nước chúng ta. Chứ chúng ta không thiếu khích ai. Đó là đường lối chính sách đối ngoại tuyệt đối của Đảng và Nhà nước chúng ta. Chúng ta mong muốn hòa bình, hữu nghị, hợp tác. Chúng ta mong muốn nhân dân đoàn kết. Chúng ta mong muốn tăng cường sức mạnh của lực lượng vũ trang của chúng ta. Thì sức mạnh này không tách rời với khối đại đoàn kết toàn dân, trong đó có nhân dân trong nước và gần 4 triệu rưỡi người Việt Nam ở nước ngoài. Chúng tôi hy vọng rằng lần này các quý vị về Việt Nam lần đầu tiên, ra thăm biển đảo lần đầu tiên, những người trong số bà con cô bác chúng ta về lần này đã từng có những suy nghĩ, những hiểu sai về đất nước, về biển đảo của chúng ta, thì chúng ta tựa tận mắt chứng kiến. Và chính các bác, các anh, các chị sẽ là những nhân chứng sống để đưa những thông tin nóng hổi, đưa những hình ảnh xác thực, đưa những lời nhận xét chính xác tới bà con cô bác khắp nơi trên thế giới về chủ quyền biển đảo của chúng ta. Tí nữa chúng ta sẽ được đi tham quan sông Tử Tây. Tôi cho đây là một cái hòn đảo rất đẹp. Nếu như so sánh cách đây vài chục năm thì có thể nói một cái sức lao động vô cùng to lớn, với một cái thời tiết nghiệt ngã, khí hậu cực kỳ khó khăn của ngoài vùng biển đảo. Cán bộ chiến sĩ chúng ta, các thế hệ, những người đi trước, nhân dân, bà con cô bác đã cùng nhau xây dựng một hòn đảo trù phú như hiện nay. Chúng ta có cây rợp mát, chúng ta có vườn, chúng ta có động vật, chúng ta có đài tưởng niệm, chúng ta có nhà khách, chúng ta có những ngôi nhà khang trang để chúng ta ngồi. Nếu so với cán bộ chiến sĩ chúng ta sau giải phóng lên chiếm giữ đảo, chỉ là những mái nhà tôn lụp sụp, nước không đủ, thực phẩm không đủ, cây cối không có, đó là muôn vàn khó khăn đè nặng lên vai các chiến sĩ của chúng ta trong những thời kỳ sau giải phóng. Tôi cho rằng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam nói chung, quân chủng hải quân nói riêng, xứng đáng là lực lượng anh hùng, xứng đáng là niềm tin to lớn của nhân dân, của 90 triệu người dân trong nước và 4 triệu rưỡi người dân Việt Nam ở nước ngoài. Chúng tôi mong muốn các cơ quan thông tấn, truyền thông của người Việt ở hải ngoại, quý vị làm một lần nữa như anh Nguyễn Phương Hùng, như anh Vũ Hoàng Lân của Phố Bôn Sa TV, như anh Esetra của Việt Weekly và các cơ quan truyền thông khác, sẽ có những phóng sự, sẽ có những thước phim, sẽ có những bài viết, sẽ có những clip hết sức xúc động, trung thực về hình ảnh cán bộ chiến sĩ và nhân dân xã đảo sông Tử Tây, về hình ảnh tươi đẹp của sông Tử Tây ngày nay, về mong muốn của chúng ta luôn luôn giữ vững ổn định, hòa bình trong khu vực nói chung và xã đảo sông Tử Tây nói riêng. Chúng tôi đánh giá rất cao sự hy sinh, quyết tâm, ý chí quật cường của các đồng chí. Chúng tôi đánh giá rất cao và ngưỡng mộ các đồng chí, vì trong suốt nhiều năm qua, kể từ khi chúng ta thống nhất đất nước, các đồng chí đã thay mặt chúng tôi, thay mặt bà con cô bác ở khắp nơi trên thế giới, dương cao ngọn cờ quyết thắng, dương cao ngọn cờ đại đoàn kết, dương cao ngọn cờ đại nghĩa, để chúng ta quyết tâm bảo vệ từng mét nước, từng hòn đảo của lãnh hải thiêng liêng của chúng ta. Rồi chúng ta sẽ có cái lễ cầu nguyện, đại lễ cầu siêu ở Trường Sa lớn. Và trưa hôm nay tôi biết là các quý vị ở bên Trung ương Giáo hội Phật giáo cũng sẽ có một cái lễ ở chùa Sông Tử Tây, để chúng ta cũng sơ bộ kính báo, kính thỉnh mời và cầu nguyện cho vong linh hồn tất cả những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã ngã xuống ở Hoàng Sa, ở Trường Sa, ở trên vùng miền Đông này vì lợi ích của dân tộc, để họ về Trường Sa lớn, hội tụ về đó để cùng chứng thực một cái lễ mong muốn
cho vong linh hồn họ siêu thoát để trở thành những phúc thần sẽ không những bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam của chúng ta cả trên đất liền lẫn lãnh hải. Và vùng biển Đông của chúng ta sẽ trở thành một vùng biển an toàn, hữu nghị, hợp tác đúng với lại cái truyền thống của ông cha chúng ta để lại. Đó là đại nghĩa. Chúng ta mong muốn hai chữ đại nghĩa nó sẽ cùng với chúng ta trong suốt hành trình bảo vệ và xây dựng đất nước. Chúng tôi hy vọng rằng bà con cô bác chúng ta ở khắp nơi trên thế giới, nhất là những người lần đầu tiên về chứng kiến cái vùng biển đảo của chúng ta, sẽ có những suy nghĩ, sẽ có những lời nói, sẽ có những cử chỉ để làm cho cán bộ chiến sĩ, nhân dân xã đảo Song Tử Tây ấm lòng thêm, yên tâm thêm và tin tưởng hơn vào sự đoàn kết nhất trí của khối đại đoàn kết nhân dân trong và ngoài nước chúng ta. Tôi rất cảm ơn tất cả các quý vị đã có những lời phát biểu hết sức tốt đẹp trong suốt hành trình chúng ta hai ngày vừa qua về tinh thần và sự hy sinh anh dũng của cán bộ chiến sĩ trong lực lượng Hải quân nhân dân của chúng ta đối với quyết tâm bảo vệ lãnh hải thiêng liêng của chúng ta. Những nghĩa cử cao đẹp của quý vị được bà con cô bác, các cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam nói chung, Hải quân Việt Nam nói riêng ghi nhận và sẽ quyết tâm thực hiện với niềm vinh dự, tự hào là được thay mặt bà con cô bác, được thay mặt nhân dân cả nước đang ngày đêm canh giữ vùng biển, vùng trời của Tổ quốc chúng ta, để chúng ta biến vùng biển, vùng trời của chúng ta trở thành những nơi làm giàu cho đất nước, bảo vệ cho Tổ quốc Việt Nam chúng ta mãi mãi trường tồn. Tôi xin chân thành cảm ơn nhân dân xã đảo Song Tử Tây đã luôn luôn sát cánh cùng các cán bộ chiến sĩ của xã đảo để làm cho các anh yên tâm, vững tay súng, chắc tay lái để chúng ta thực hiện nghĩa vụ bảo vệ chủ quyền lãnh hải của đất nước. Tôi hy vọng rằng là suy nghĩ của tôi cũng sẽ trùng với lại tất cả suy nghĩ của bà con cô bác cùng trong chuyến hành trình đặc biệt này. Chúng tôi vẫn gọi đoàn đi ra Trường Sa là đoàn là chuyến đi đại đoàn kết dân tộc. Chúng ta mong muốn những chuyến đi này sẽ tiếp tục được thực hiện theo những năm sau, bởi vì Thủ tướng Chính phủ đã cho phép là từ năm nay, là từ năm 2012 sẽ hàng năm có một đoàn đại biểu của kiều bào ra thăm động viên cán bộ huyện đảo Trường Sa. Chúng ta đang chuẩn bị cho ngày 30 tháng 4, 39 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Và tôi cũng mong muốn được nhắc lại câu nói đầy ý nghĩa của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt: cứ mỗi khi chúng ta kỷ niệm ngày chiến thắng, có cả triệu người vui nhưng cũng có triệu người buồn. Cái buồn đó có nhiều ý nghĩa, có nhiều lý lẽ, lo cho đất nước, lo cho Tổ quốc, lo cho sự toàn vẹn của giang sơn gấm vóc, nhưng đồng thời cũng lo cho cán bộ chiến sĩ chúng ta đang ngày đêm canh giữ biển trời còn nhiều thiếu thốn, còn nhiều gian khổ các anh phải chịu đựng. Đó cũng là cái lo, đó cũng là cái buồn. Chúng ta chưa có được ngày đoàn kết toàn dân. Đất nước chúng ta đã thống nhất gần 40 năm, nhưng chúng ta vẫn còn một bộ phận người Việt Nam ở nước ngoài mang tư tưởng còn hận thù hay là còn đi ngược lại với những lợi ích của Tổ quốc Việt Nam chúng ta. Thì mong rằng sau chuyến đi này, các bác anh, các chị, những người có dịp tiếp xúc với bà con, với anh chị em, những người còn có những suy nghĩ chưa đúng hoặc là có thông tin chưa chính xác về chủ quyền biển đảo của chúng ta, thì mong rằng chúng ta sẽ truyền tải tới họ những thông tin chính xác, đồng thời chúng ta cũng truyền tải đến họ cái lời hứa và sự quyết tâm của nhân dân cả nước, của cán bộ chiến sĩ lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam và các quân binh chủng đang ngày đêm canh giữ vùng biển, vùng trời của Tổ quốc, rằng cán bộ chiến sĩ, nhân dân các huyện đảo, các xã đảo trong huyện đảo Trường Sa của chúng ta sẽ quyết tâm thực hiện nhiệm vụ mà bà con giao phó một cách xứng đáng. Chúng ta quyết tâm giữ vững chủ quyền thiêng liêng của lãnh hải Việt Nam. Chúng ta quyết tâm giữ vững sự ổn định và sự phồn thịnh của vùng biển Đông. Chúng ta luôn luôn đi đầu trong tất cả những vấn đề liên quan đến biển Đông để làm sao có hòa bình hữu nghị chứ không có chiến tranh. Cho nên tôi mong là những thông tin lần này bà con cô bác chúng ta tiếp cận được, có được, nó sẽ là thông tin chính xác đến những người còn có những thông tin chưa đúng, chưa chính xác, để chúng ta sớm có ngày hội ngộ toàn dân, chúng ta sớm có ngày đại đoàn kết dân tộc thực sự, mà trong đó mỗi người dân Việt Nam, mặc dù chính kiến nào, mặc dù tầng lớp nào, thì cũng về Việt Nam, cũng dành cho Việt Nam một cái tình cảm chân thành nhất, yêu thương nhất, và chúng ta cùng mong muốn xây dựng một Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta giàu mạnh,
sánh vai với năm châu cường quốc, như những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã ra đi, đã hy sinh thân xác mình vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc để chúng ta có hòa bình ngày hôm nay. Tôi hy vọng là tinh thần đó dứt khoát sẽ được bà con truyền tải tới tất cả bạn bè, anh em, người thân, người quen của mình trong gia đình, những người còn chưa có dịp trở về Việt Nam, để mọi người cùng hiểu rõ cái chân lý, một cái chân lý sự thực, đó là chúng ta đang vững vàng, chúng ta đang giữ gìn, bảo vệ rất vững chắc, toàn vẹn lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc chúng ta. Tôi xin thay mặt đoàn cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân, Hải quân vùng 4, các đồng chí chỉ huy, cán bộ chiến sĩ xã đảo Song Tử Tây, nhân dân và các đồng chí đại diện cho các ngành của xã đảo Song Tử Tây đã dành cho chúng tôi sự đón tiếp ân cần, chu đáo, rất nồng nhiệt từ khi xuồng tiếp cận đảo Song Tử Tây. Và chúng tôi hy vọng là tiếp theo chương trình, bà con cô bác chúng ta sẽ được đặt hương tưởng niệm anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo. Chúng ta sẽ đến lễ Phật, lễ các anh hùng liệt sĩ, các bậc tiền bối của chúng ta, những người con ưu tú của chúng ta ở chùa Song Tử Tây, nơi mà tôi cho rằng là vong linh hồn các anh các chị cũng sẽ hội tụ ở đó để chào đón chúng ta ngày hôm nay. Và chắc chắn là trong những ngày vừa qua họ đang cùng song hành với chúng ta, thì họ hộ trì cho chúng ta, đồng thời họ cũng cùng chúng ta chứng kiến những cái thời khắc mà chúng ta mong muốn chúng ta cùng với nhau cầu nguyện để họ trở thành những phúc thần mãi mãi bảo vệ cho Tổ quốc Việt Nam chúng ta trường tồn. Và tôi xin chúc các đồng chí lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ lãnh đạo xã Song Tử Tây, bà con cô bác chúng ta có thật nhiều sức khỏe, nhiều hạnh phúc và quyết tâm to lớn, và mong rằng bà con cô bác, các đồng chí, các anh các chị luôn luôn cảm nhận có chúng tôi bên cạnh. 90 triệu người dân trong đất liền cũng như gần 4 triệu rưỡi người dân Việt Nam ở nước ngoài luôn luôn hướng về biển đảo, luôn luôn dành cho các đồng chí những tình cảm thân thương nhất, luôn luôn dành cho các đồng chí những gì mà bà con cô bác mong đợi ở các đồng chí. Và có rất nhiều người ngồi đây có nói với tôi rằng là thậm chí là phát biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng, nếu Tổ quốc cần thì bà con sẵn sàng trở về cùng anh em hy sinh để bảo vệ Tổ quốc. Tôi cho đây là nghĩa cử hết sức cao đẹp, và chúng tôi mong các đồng chí giữ mãi hình ảnh tươi đẹp này, tinh thần này, để chúng ta sớm có một ngày đại đoàn kết dân tộc cùng nhau để mà chúng ta giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc Việt Nam thiêng liêng. Một tấc không đi, một ly không rời, chúng ta quyết tâm thực hiện những lời căn dặn của các bậc tiền bối của chúng ta, toàn vẹn lãnh thổ lãnh hải là thiêng liêng nhất. Xin kính chúc các đồng chí một lần nữa sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin cảm ơn.